Thưa quý vị, hộ cận nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế vừa được chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Cụ thể, nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo. Hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại nghị quyết số 30A và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của nghị quyết số 30A. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Nghị định này cũng quy định rõ mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tháng, lương hưu của người lao động, người hưởng chế độ thai sản, người đang hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động.